nhà sản xuất của hàng loạt những bộ phim overrated, đến với một bộ phim hiếm hoi không overrated nhưng mà thực ra cũng hay phết, nói về vấn đề bạo lực học đường và hệ quả cực kỳ nghiêm trọng của nó, khiến người ta tự nhiên muốn khỏa thân. The Glory, vinh quang trong thù hận. Sau cuộc chiến thượng lưu, gia đình đức hạnh, lưu đài tham vọng, kẻ quyến rũ đại tài, điện ảnh Hàn Quốc đã quay trở lại với một bộ phim về giới thượng lưu mang motif mới lạ, mà trong đó nữ nhân vật chính có tài năng nhưng nhà nghèo, bị bạn học nhà quyền thế hà hiếp đến mức bỏ học, bị giáo viên đối xử bất công và sau này quay lại với mái tóc ngắn hơn, với một kế hoạch trả thù rất lằng nhằng mà trong đó cô sẽ thu hút sự chú ý của một người đàn ông, nhận được sự giúp đỡ của một người mẹ thương con và một ông đẹp trai có quá khứ phức tạp. Gặp Moon Dong Eun, một nạn nhân của bạo lực học đường, cô bị các cụ ấm cô chiều hành hạ tới mức khi lớn cô chỉ có thể uống cà phê. Không biết là mình sẽ gặp lại cô ở đâu. Và chơi cờ. Nhưng mà trước đó cô đã phải bỏ học với lời thề sẽ trả thù những kẻ từng bắt nạt mình. Sau nhiều năm ấp ủ và chuẩn bị, cô đã trở lại trong thị trấn với một lòng hận thù sâu cay, một bộ não thông minh, một gương mặt xinh đẹp, một body bị xăm ba đề đến kín cả da. Moon Dong Eun nhất định sẽ khiến những kẻ từng hành hạ mình năm xưa phải trải qua địa ngục bằng cách tặng hoa cho kẻ từng hành hạ mình, dự đám cưới kẻ từng hành hạ mình, cho kẻ từng hành hạ mình tiếp, hát mừng sinh nhật cho con của kẻ từng hành hạ mình, dạy tô màu cho con của kẻ từng hành hạ mình, chơi cờ với chồng của kẻ từng hành hạ mình. Để có một cuộc trả thù thỏa đáng, cô sẽ phải tiếp cận tất cả các mục tiêu, bao gồm Ha Du Jang, người giữ vị trí giám đốc tập đoàn xây dựng nhờ khả năng nhạy cảm với đồ hiệu. Em mặc ít quần áo nhưng tất cả đều là hàng Dior. Coi cọp trong hiệu sách, trời mưa biết che ô đi vào nhà, nhưng chắc chắn ông không phải là loại người đơn giản, vì ông là chồng của một cái bát hương mặc đồ Dior, Park Yeo Jin. Hiện đang dẫn chương trình thời tiết, từng ước mơ trở thành một người phụ nữ yêu chồng thương con. Và giờ cô làm y hệt như vậy bằng cách đi ngoại tình, vứt quần áo của con. Nhưng mà trước khi trở thành MC thời tiết được yêu thích nhất Hàn Quốc, Park Yeo Jin còn là kẻ cầm đầu và tồi tệ nhất trong hội những người từng bắt nạt Moon Dong Eun, bao gồm một chủ shop quần áo xã xỉ sở hữu căn hộ hạng sang, nhưng mà không thể dừng lao vào một cái red flag. Một bà chị họa sĩ, chủ nhân của những chiếc bọng mắt, người dành quá nhiều thời gian cho hai việc là hút cần và đi nhà thờ đến nỗi người ta không biết được việc nào là hệ quả của việc nào. Một bà chị tiếp viên hàng không này quá nghèo để tự mua quần áo xịn cho riêng mình, nhưng quá sĩ diện để thừa nhận điều đó, nhưng mà không đủ sĩ diện để đứng đi đào mỏ. Đúng là cái đồ vú to tồi tệ. Một thằng giang hồ này, kẻ đóng vai trò đa phủ, một nhân vật đáng sợ với những hành động đáng sợ như hốt cước chó, nhìn xấu hơn khi đội mũ lên và ăn xì dụp. Họ từng là những đứa trẻ xấu tính, kẻ quyền thế gia đình làm tổn thương những đứa trẻ khác. Nay họ đã lớn lên và thay đổi, trở thành những người lớn xấu tính, kẻ quyền kệ thế làm tổn thương những người lớn khác. Sau những ngày tháng xót xa chỉ ngập tràn tủi nhục và đau đớn, Moon Dong Eun quyết định không để lũ vô nhân tính được sống một cuộc đời an yên, nhưng để gạt dò những kẻ quyền cao chức trọng và cho chúng thấy địa ngục khổ đau, Moon Dong Eun chắc chắn sẽ cần đến sự giúp đỡ và những con người thiện lương sẽ đứng về phía cô, là một bà cô đang âm mưu giết người, một bác sĩ đang âm mưu giết người, một bà cô khác ủng hộ Moon Dong Eun trong việc giết người. Một cô bé đồng nghiệp biết Moon Dong Eun sẽ giết người nhưng thấy cô vô cùng dễ thương, không chỉ đóng vai trò là tòng phạm, họ còn là những sợi chỉ của tình thương, níu kéo lấy chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong trái tim của nhân vật chính, giúp cô nhận ra trả thù thì cũng vui đấy, nhưng cũng không thể vui bằng ăn trứng gà nướng và chơi cờ vây cũng như là mũ áo của chủ cuối và chủ figure, nơi mà chúng tôi đang có cực kỳ nhiều ưu đãi trước, trong và sau Tết. Chi tiết và các chương trình các bạn có thể tham khảo ở phần mô tả và bình luận. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những diễn viên phụ mà chưa rõ vai trò là gì nhưng mà chắc chắn sẽ được hé lộ trong phần 2, như ông thầy có mái tóc cực xấu này, ông đang ngồi tù về tội giết người này, bà chủ nhà có vẻ đã biết điều gì đó này. Khi những quân cờ đã tụ họp, ván cờ định mệnh sẽ bắt đầu, tất cả những nước đi của Moon Dong Eun sẽ phải được suy tính kỹ lưỡng, vì nếu không thì cô không chỉ không trả thù được mà nhà sản xuất có thể lỗ sấp mặt. Hồi hộp trong từng chi tiết, gây cấn trong từng khung hình, The Glory đến để mang sự cuốn hút lạ thường mà hiếm khi drama nào có thể làm được, bóc trần sự thật xấu xí nấp dưới vẻ hào nhoáng của giới thượng lưu Hàn Quốc, trong khi bắt người nghèo ở Hàn Quốc ăn cơm nắm, ăn cơm cuộn, uống cà phê, mua ô tô cho một người mới quen. Không chỉ hấp dẫn trong nội dung cốt truyện, The Glory còn là cái tổ của những tình huống sâu sắc, những cậu thoại sâu cay được mang đến bởi những diễn viên so beautiful với khả năng diễn xuất đỉnh cao, khiến cuộc đấu trí giữa hai phe sẽ ngày càng căng thẳng và kịch tính, và đã thế lại còn không lạm dụng hài nhảm. Quá tuyệt vời, cảm ơn Bảo Đức. Với sự tham gia của chú Bình Vương, nhếch môi. Chuyện quan trọng. Thằng Việt vẫn còn đang viết tiếp vì nó chưa nghĩ ra cái gì. Vinh quang trong thù hận.